Video này sẽ phù hợp cho những bạn mới bắt đầu học edit mà muốn sử dụng một phần mềm chuyên nghiệp, hoặc những bạn đang sử dụng phần mềm như CapCut hay Premiere Pro chuyển sang DaVinci Resolve để chúng ta có những chất lượng video đẹp hơn. Mình cũng là một người từng chuyển từ Premiere Pro qua. Thế nên trong video này mình sẽ tổng hợp một cách ngắn gọn nhất tất cả những thứ cần thiết mà chúng ta thường sử dụng trong DaVinci để mọi người không mất quá nhiều thời gian chuyển qua phần mềm này. Và ngoài ra chắc chắn sẽ có những cái thứ nâng cao hơn mình sẽ không để trong video này, mà mỗi một phần nâng cao thì mình sẽ gắn link riêng để tùy nhu cầu của mỗi người thì mọi người có thể nhấn vào để mọi người học riêng nhá. Ok, đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu vào dự án ấy thì chúng ta sẽ không tạo project ngay, mà mọi người hãy nhớ cho mình là ở trong DaVinci nó còn có một phần nữa, đó là database. Cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta link những cái file video của chúng ta vào đúng với project. Và với mỗi một cái dự án thì mình sẽ thường tạo những cái database khác nhau. Ví dụ như là dự án mình quay đồ ăn đường phố chẳng hạn thì mình sẽ tạo riêng một cái. Mọi người có thể nhấn vào góc bên dưới này và mọi người đặt tên cho nó. Giả sử nếu mà mình làm một cái là góc quay vlog chẳng hạn, mình sẽ ghi là vlog và mình tạo create. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn cái đường dẫn mọi người muốn lưu cái database đó ở đâu. Thì giả sử mình tạo một cái thư mục mới, mình ghi là vlog đi. Ok, và tất cả những cái file quay của mình sau này mình sẽ lưu ở hết ở thư mục vlog. Thì mỗi lần mở project ra là các cái file của mọi người sẽ tự động nó mặc định nó được link vào cái đường link này. Và mọi người sẽ không bị lỗi hay không bị mất thời gian chúng ta phải tìm lại những cái file cũ của mình. Sau đó chúng ta sẽ tạo project mới bằng cách là mọi người chọn new project. Và chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ giả sử ở đây mình sẽ edit video xôi cốm chẳng hạn. Và đây là giao diện trong DaVinci. Chúng ta sẽ có 7 tab khác nhau. Tab Media sẽ giúp cho chúng ta thêm video ở project này. Tab Cut sẽ sinh ra để chuyên chúng ta cắt video này. Tab Edit sẽ là tab chúng ta thường sẽ sử dụng chính để edit video của mình. Tab Fusion là dùng cho VFX kỹ xảo. Tab Color để chúng ta chỉnh màu này. Tab Fairlight là nơi mà chúng ta sẽ chỉnh âm thanh. Và cuối cùng Deliver là nơi mà chúng ta sẽ xuất video của chúng ta. Thường mọi người hay vào một cái mọi người sẽ edit ngay. Nhưng không, để mà mọi người edit chuẩn nhất ấy, thì trước khi edit mình sẽ luôn luôn nhấn vào cái mục bánh xe này này. Và mọi người hãy dành ra khoảng tầm 2 phút để chúng ta setup phần master setting này. Nếu mọi người setup ở đây thì sau những cái công đoạn của chúng ta edit ấy, nó sẽ rất trơn tru, rất mượt mà. Còn nếu mọi người không setting phần này trước thì sau cái quy trình mọi người sẽ gặp rất là nhiều rắc rối và nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Đầu tiên đó là timeline resolution. Thì đây là nơi mà chúng ta cài đặt độ phân giải cho video. Giả sử như là video của mình là 1920x1080 thì mình sẽ đặt nó Full HD bình thường như này. Nhưng mà giả sử bây giờ mình muốn edit một cái video TikTok đi thì nó sẽ là ngược lại, đó là 1080x1920. Hoặc là mọi người có thể click nhanh bằng cách đó là mọi người kích vào cái ô Use Vertical Resolution. Thì đây là cái mà chúng ta sử dụng cái khung hình dọc ấy. Chúng ta chỉ cần tích một cái là nó sẽ tự động lật ngược lại. Tiếp theo đó là frame rate. Thì mình luôn luôn mình sẽ chọn là 24. Đây là cái frame rate mà giống với mắt người nhất và nó điện ảnh nhất. Nếu mọi người không setup trước cái frame rate này, đôi khi chúng ta thả video vào và toàn bộ cả cái timeline của chúng ta đều bị chạy ở 120 hết. Và video nó cứ bị slow motion và sẽ rất khó để sửa khi mà chúng ta thả video vào rồi. Nên một cái kinh nghiệm mình rút ra đó là luôn luôn cài đặt hết những thông số này ngay từ ban đầu trước khi edit. Tiếp theo phần monitor thì mình không có gì để điều chỉnh cả. Và mình sẽ đi thẳng đến phần Optimize Media. Đây là một cái phần rất là quan trọng, giúp cho mọi người edit video được mượt mà hơn. Đầu tiên là Proxy thì mình sẽ thường sẽ chọn là Half. Ở phần Media Format khi mà mình chọn ProRes thì nó sẽ khá là nặng. Mình sẽ thường hay chọn là H264. Nó khá là nhẹ và edit nó mượt mà hơn. Tiếp theo đó là Render Cake Format thì mình sẽ chọn là ProRes 422 là được rồi. Và ở cái phần bên dưới này thì mình sẽ chọn thay vì là 5 giây, mình sẽ chọn là 1 giây. Nghĩa là bất cứ khi nào bạn cứ rời máy tính ra, bạn không edit. Giả sử bây giờ mình đi tè đi. Thì ngay lập tức 1 giây trước khi mình đi tè là video nó đã tự động render cache rồi. Render cache nghĩa là nó sẽ tạo ra những cái bộ nhớ đệm, nó xử lý những cái video của mọi người, khiến cho quá trình edit chúng ta được mượt mà hơn rất là nhiều. Tiếp theo một cái nữa mọi người cũng bắt buộc phải chú ý, đó là phần working folder này. Thì chúng ta phải cài đặt 3 cái thông số này. Và bạn editor của mình bị một cái lỗi, đó là bạn ấy không biết cài 3 cái thông số này. Và thường nó mặc định nó sẽ để ở ổ C, khiến cho ổ C của bạn khi mà nó tạo ra những file cache ấy, nó đầy ổ C rất nhanh. Và khi mà chúng ta bị đầy ổ C thì máy tính rất dễ bị đơ và bị crash. Đây là một cái mà bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh. Chúng ta chuyển sang những cái ổ chúng ta lưu trữ dữ liệu. Giả sử như ở đây mình sẽ bấm vào phần Browse này.
và mình có lưu cái video xôi cốm của mình ở đây, thì mình sẽ tạo một cái thư mục mới có tên là project. Mình sẽ chọn vào project ở trong thư mục xôi cốm khi mà mình muốn edit video xôi cốm này, và mình chọn open. Đó, thì nó tự động nó sẽ lưu cách vào trong cái thư mục đó. Và tương tự hai cái phần bên dưới mình cũng chọn đường dẫn y hệt. Và mọi người nhớ thêm một điều, đó là nếu mà mọi người mở những cái thư mục như thế, thường là chúng ta sẽ mất thời gian rất là lâu. Thì có một cách, đó là mọi người hãy ghim những cái thư mục này vào cái thư mục truy cập nhanh. Giả sử là mình muốn ghim cái thư mục desktop này chẳng hạn, mình sẽ thả nó vào đây. Ngay lập tức cái desktop nó được vào cái đường dẫn truy cập nhanh, và mọi người bấm, chúng ta thao tác giữa các thư mục nó sẽ rất tiện. Ok, sau đó chúng ta nhấn save. Cái công đoạn này nó chỉ mất của mọi người khoảng tầm hơn 1 phút thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ khiến việc edit chúng ta mượt mà hơn rất là nhiều. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào tab Media. Một là mọi người phải vào đây và chúng ta sẽ lựa chọn là Add New Location này. Chúng ta chọn xôi cốm, chọn đến thư mục Video, Open. Đó, thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta một cái đường dẫn link tới những cái video xôi cốm của mình. Sau đó ở trong này thì mình sẽ nhấn Command A và mình sẽ kéo toàn bộ video vào trong. Nếu mà nó xuất hiện cái bảng này thì mình sẽ chọn là Don't Change, bởi vì tất cả những cái setting thì mình đã cài từ trước rồi. Nếu mọi người chọn Change thì cái timeline của chúng ta sẽ bị thay đổi rất là nhiều. Tiếp theo, nếu mà mọi người đã quen làm trên CapCut, trên Premiere rồi và mọi người muốn giữ cái quy trình thế, thì mọi người có thể trực tiếp đến tab Edit và chúng ta có thể edit được. Tuy nhiên thì ở trong DaVinci nó có thêm một cái tab nữa, đó là tab Cut. Thì với tab này sẽ giúp cho mọi người cắt và lọc file nó nhanh hơn rất là nhiều. Đây là một cái tab mà chuyên sinh ra để cho mọi người lọc file thôi. Thì thường mình sẽ khuyến khích mọi người là nên tập sử dụng cái này, sẽ khiến cho quy trình của chúng ta làm nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Ở đây mình có thể nhấn Ctrl A này, và mình sẽ thả toàn bộ video của mình thả xuống dưới. Đó, thì mọi người có thể thấy ở đây giao diện chúng ta sẽ có hai dòng chính. Dòng đầu tiên đây là nó biểu thị cho chúng ta tất cả những cái video ở trên timeline. Đó, rất nhiều video. Và ở bên dưới thì là một cái mà dòng nó zoom to hơn, cụ thể từng cái video chúng ta đang xem nó như thế nào. Quy trình làm việc của mình thì thường là mình sẽ về, mình sẽ lọc hết toàn bộ các file ra để mình xem là những video nào đẹp và video có thể sử dụng được thì mình sẽ cắt ra. Còn những cái đoạn thừa, những cái đoạn bị lỗi thì thường mình sẽ cắt đi luôn để mình đỡ mất thời gian sau trong quá trình edit. Và đồng thời mình cũng sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn là toàn bộ cái project của mình có những video như thế nào. Bên cạnh đó thì ở đây mọi người cũng sẽ có một cái nút, đó là nút Fast Review, là khi mà mọi người bấm cái này nó sẽ tự động chạy qua một loạt video của chúng ta. Đấy, tuy nhiên thì cá nhân của mình thì mình hay ít sử dụng cái này mà mình thường hay xem bằng tay hơn. Mình sẽ kéo trở lại thời điểm ban đầu này, và mình sẽ chạy, mình sẽ xem là những cái đoạn video nào ok thì mình sẽ cắt ra. Đó, giả sử như mình thấy là đoạn này ok thì mình sẽ nhấn phím Q để mình cắt, phím tắt ban đầu này. Đó. Rồi, đến cái đoạn ô tô này đi là mình không muốn sử dụng nữa, mình sẽ sử dụng phím đúp để mình cắt phần đuôi đi. Đó, thì mọi người có thể thấy là mình cắt được một cái file nó rất là nhanh. Cái phím tắt này thì mình cài riêng theo cái bộ, làm sao cho giống cái quy trình mà mình dùng Premiere Pro hồi xưa nhất. Còn nếu mà DaVinci thì mọi người sẽ sử dụng những cái phím tắt khác riêng biệt. Và ở tập sau thì mình sẽ làm riêng một cái video gửi tặng cho mọi người những cái phím tắt của mình. Thì mọi người chỉ cần tải về, mọi người cài thôi là mọi người sẽ có tất cả phím tắt giống y hệt của mình. Tương tự như thế, mình sẽ cắt mẫu một cái khác cho mọi người nhé. Đấy, giả sử ở đây mình thích cái đoạn mà cô ngẩng lên mỉm cười này, thì mình sẽ lấy đoạn từ trước, mình nhấn phím Q. Đó, sau đến đoạn này là ok rồi thì mình sẽ cắt, mình nhấn phím đúp để mình cắt hết những phần đằng sau đi. Bên cạnh đó, sau khi mọi người lọc hết file này rồi, và giả sử nhá, chúng ta thấy là có những cái file mà nó rất là đẹp và chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng cho video của mình, thì mọi người có thể lọc nó riêng ra một tầng. Giả sử như ở đây mình sẽ chọn những video góc trên này. Mình thấy cái video đầu tiên này nó rất là đẹp đi, mình sẽ chọn vào nó và mình sẽ kéo nó lên trên. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình kéo nó lên trên thì video này nó tự động nó nhảy lên một tầng khác này. Hoặc là cái video tiếp theo đi, mình thích cái này mình sẽ kéo nó lên tầng trên. Đó, để mình lọc hết ra những cái file nào mình cảm thấy là đẹp. Và sau đó khi mà chúng ta chuyển qua tab edit, chúng ta đã lọc được hết file rồi. Mọi người sẽ thấy một điều, đó là tất cả những cái video mình lọc, mình để lên tầng trên ấy, thì nó sẽ nằm hết ở đây này. Còn những cái video bình thường thì nó sẽ nằm ở tầng dưới. Và mình sẽ có thể ưu tiên những cái video tầng trên, nghĩa là những video đẹp, mình sẽ cắt trước. Sau này khi mà mình dùng hết những cái đẹp rồi, mình mới dùng đến những cái tầng dưới. Thì đây là một cái quy trình nó khiến cho công việc của mình nó trở nên mượt mà hơn rất là nhiều.
Đầu tiên ở tab edit, cái công việc đơn giản nhất của chúng ta đó là chúng ta cắt bỏ đi những phần thừa. Thì nãy nếu mà mọi người xem một phần cắt thì chúng ta chỉ cần dùng chuột chúng ta kéo thôi là chúng ta cũng có thể cắt bỏ đi những phần thừa rồi. Còn ở phần edit này, khi mà mọi người chỏ chuột vào đầu mỗi video này thì nó sẽ hiện ra một cái icon như thế này, và chúng ta cầm chúng ta kéo đi đến đâu thì video chúng ta sẽ được cắt đến đó. Đấy, mọi người kéo đến đâu video chúng ta sẽ trực tiếp được cắt đến đó, và nó cũng sẽ xuất hiện hình ảnh trên timeline là nó được cắt tới đâu luôn. Mình có thể lăn chuột vào để cho nó zoom to ra này, và giả sử như ở cuối này mình muốn cắt đi đến đây thì mình cũng sẽ chọn đây, mình kéo xuống cuối là nó tự động cắt phần cuối. Mọi người sẽ thấy bên trái chúng ta sẽ có là media pool này, là nơi mà chúng ta chứa tất cả những cái video, và nếu mà mọi người muốn thêm một cái video nào đó vào thì mọi người có thể kéo nó từ đây ra. Nếu mà mọi người không sử dụng đến tab này, chúng ta có thể nhấn vào media pool một lần để chúng ta tắt nó đi. Bên cạnh đó là tab effect này, đây là sẽ là nơi mà chúng ta thêm những cái hiệu ứng của mình. Tiếp theo với tab index là tab chỉ số và tab sound thì thường là mình sẽ khá ít sử dụng. Ở bên tay phải chúng ta, đầu tiên chúng ta sẽ có tab mixer. Đây là tab mà chúng ta thể hiện cái tần số âm thanh ấy, là nó đang ở bao nhiêu dB. Mọi người có thể thấy là âm thanh ở đây hiện tại nó đang màu xanh lá cây này, là những cái âm thanh nó ok. Còn giả sử khi mà mình kéo nó lên như này, đấy, khi mà nó chuyển sang màu vàng là nó ở mức nguy hiểm báo động, còn chuyển sang mức màu đỏ nghĩa là âm thanh nó rất dễ ở cái mức bị vỡ tiếng, thì mọi người cần phải chỉnh sửa và làm sao cho chúng ta có một âm thanh nó vừa phải. Đây là cái đồ thị giúp cho mình kiểm soát âm thanh của mình luôn luôn ở cái mức nghe nó dễ nghe, nó không bị vỡ tiếng. Ok, tiếp theo đến tab inspector, thì ở tab này nó gần như là tab effect trong Premiere, nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh tất cả những cái hiệu ứng của video. Giả sử như video của mình ở đây mình muốn zoom nó vào chẳng hạn, thì mọi người có thể kéo zoom này. Đấy, mọi người kéo chuột là chúng ta có thể zoom ra zoom vào video. Đấy, hoặc là chúng ta điều chỉnh vị trí position của nó, kéo sang sang phải sang trái này, lên xuống này. Đấy, thì mọi người có thể kéo hết ở đây. Và nếu mọi người không muốn điều chỉnh những cái này nữa, mọi người có thể nhấn nút vòng xoay này để chúng ta reset lại ban đầu. Đó. Hoặc là mọi người cũng có thể nhấn nút vòng xoay ở trên cùng, nó sẽ giúp mọi người reset tổng thể tất cả hiệu ứng. Đấy, bằng một click thôi. Tiếp theo một cái điều nữa đó là video này mình đang quay ở hệ màu lock, thì mọi người sẽ thấy là màu nó rất là nhợt nhạt đúng không? Và làm sao để chúng ta có thể áp màu cho tất cả các video ở trên timeline, thì mọi người hãy vào phần color nhé. Và ở đây mọi người sẽ thấy một cái là nó đang ghi là clip, nghĩa là chúng ta đang chỉnh từng clip một. Khi mà chúng ta nhấn vào cái chấm bên phải này, hoặc là mọi người chọn đây, mọi người chọn vào timeline, thì chúng ta sẽ điều chỉnh được tất cả toàn bộ cái video của chúng ta. Ở đây mình sẽ nhấn nút Option S, hoặc là trên Win thì mọi người sẽ nhấn nút Alt và nút S. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nốt mới. Nốt là nơi mà chúng ta sẽ điều chỉnh màu sắc cho tất cả video của mình. Và ở trên DaVinci thường là mọi người sẽ chia ra thành từng nốt. Mỗi một nốt thì chúng ta sẽ chỉnh một cái riêng. Giả sử như là một nốt chỉnh sáng tối này, một nốt để chúng ta chỉnh màu sắc này, một nốt là để mọi người thả lút vào này. Và khi mà chúng ta tách riêng ra như thế sẽ giúp cho chúng ta rất dễ dàng kiểm soát màu sắc. Ok, ở đây mình sẽ làm nhanh một cái là mình sẽ sử dụng lút này. Mình sẽ chuyển từ S-Lock về màu thường, và sau đó thì mình sẽ Option S thêm một lần nữa, và mình sẽ sử dụng cái lút màu của mình. Ở video này thì mình sẽ sử dụng lút màu Kodak Vibe. Đó, nó sẽ cho mình một cái tông màu hơi lạnh lạnh, hơi xanh xanh, xưa xưa. Và nó rất phù hợp với những cái video lá cốm như này. Đó, mọi người thấy không? Chỉ với một cái thao tác rất nhanh thôi, mình đã có màu sắc cực kỳ đẹp rồi. Đó, từ màu gốc này, nó chuyển về màu thường này. Và từ màu thường, đó, tông màu nó hơi xanh xanh, hơi xưa xưa một chút. Ok, quay trở lại với tab Edit. Và ở đây khi mà chúng ta muốn zoom ra, zoom vào timeline thì mọi người có thể giữ phím Option và mọi người lăn chuột. Đó, hoặc là một cái phím tắt rất là nhanh đó, chúng ta nhấn Shift Z. Đấy, thì nó sẽ tự zoom ra tổng thể toàn bộ timeline. Và Shift Z một lần nữa thì nó sẽ zoom cận vào. Tiếp theo ở video này thì mình sẽ chia sẻ mọi người một vài những cái hiệu ứng mà mình thường hay sử dụng nhất nhé. Ở phần Effect này thì đầu tiên là mọi người hãy vào phần Title. Đây là nơi mà chúng ta sẽ thêm những cái chữ vào cho video của mình. Thì khi mà mọi người thêm những chữ cơ bản ấy, thì mọi người chỉ cần chọn cái phần basic title này thôi, và chúng ta kéo thả lên bên trên. Đó, cái video này của chúng ta nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc layer, nghĩa là những cái mọi người thấy ở kênh V1 này nó sẽ là nằm ở phía dưới cùng, và những cái đè lên trên thì nó sẽ là đè lên mặt của video chúng ta.
Giả sử như mọi người sẽ thấy ở đây là mình có một cái chữ và nó sẽ đè lên trên video của chúng ta. Và khi mà mình chọn vào nó này thì mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa chữ ở đây, ví dụ là mình đánh chữ xôi cốm chẳng hạn. Đó. Và ở đây thì mình có thể chỉnh sửa phông của nó. Mình sẽ chọn phông này. Mình có thể chọn kích cỡ nó là in đậm hay không in đậm. Phông chữ nghiêng này. Có thể chỉnh sửa màu sắc cho phông này. Ở đây mọi người hoàn toàn có thể chỉnh sửa kích cỡ và rất nhiều thông số khác. Ví dụ vị trí mình đẩy nó lên trên, to ra nhỏ đi này. Đó, thì những cái phần hiệu ứng cho chữ này thì mọi người hãy tự mình trải nghiệm nhé. Nó có rất nhiều cái giúp cho chúng ta làm được phông chữ nó đẹp hơn. Và bên cạnh ngoài cái việc sử dụng những phông chữ bình thường thì mọi người cũng có thể trải nghiệm. Ở đây nó có rất nhiều preset hiệu ứng chữ đẹp khác mà chúng ta cần chỉ vào này. Đó, mọi người kéo chuột là sẽ thấy nó chạy. Đấy, rất nhiều những phông chữ đẹp. Đấy, ví dụ như chữ này là chữ nó bay xuống này. Đó, phông chữ xuất hiện nó lật ra này. Đấy, thì cái việc mọi người cần làm đó là mọi người chỉ cần kéo và thả vào trên lớp bên trên. Đó, ngay lập tức chúng ta sẽ có một hiệu ứng như thế này. Đó, thì ở đây chúng ta đơn giản là chỉ cần thay chữ, thay phông chữ là ok. Tiếp theo ở trong video có một hiệu ứng mà mình rất hay sử dụng, đó là slow motion. Thì cách đầu tiên mọi người có thể nhấn chuột phải này. Và chúng ta sẽ vào phần Retime Control. Đấy, ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể điều chỉnh cái tốc độ của nó bằng cách cho mọi người chọn chuột đây. Và chúng ta chỉnh bao nhiêu phần trăm tùy chúng ta muốn. Rồi mình chỉnh xuống 50% đi. Thì mình sẽ được một cái video như thế này. Đó, nó tua chậm hơn rất là nhiều. Hoặc là mọi người có phải nhấn một phím tắt nhanh, đó là chúng ta nhấn phím R. Thì khi ở đây mọi người cũng có thể chỉnh tương tự là tốc độ của nó này. Mình chỉnh nó về 25%. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể chỉnh một là free frame, nghĩa là chúng ta sẽ đóng băng nó thành một cái hình tĩnh. Hoặc là chọn reverse speed, nghĩa là chúng ta sẽ tua ngược video. Đấy, thì những cái này tùy mọi người muốn điều chỉnh sao, tùy ý. Tiếp theo đó là chống rung cho video. Thì chống rung là một trong những cái hiệu ứng mà DaVinci cực kỳ mạnh luôn. Và giả sử như video này mình muốn chống rung đi, thì mình chỉ cần đơn giản mình chọn nó này. Ở cái phần Inspector mình kéo xuống vào phần Stabilization. Và mình nhấn nút Stabilize. Đó. Sau khi chờ một thời gian ngắn xong là ngay lập tức video mọi người sẽ được chống rung một cách cực kỳ mượt mà. Và mình thấy là DaVinci là một trong những phần mềm mà có khả năng chống rung đỉnh nhất mà mình từng thấy. Tiếp theo đến một cái hiệu ứng mà mình cũng cực kỳ thích trong DaVinci, nó sẽ khiến công việc của mình tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó là chức năng Dynamic Zoom. Thì thay vì một cái khung hình tĩnh như này, mình khi mà mình zoom video vào trong hoặc mình zoom ra ngoài ấy, sẽ khiến khung hình của mình trở nên dynamic hơn và trông nó sinh động hơn rất là nhiều. Bằng cách là mình nhấn vào bên tay trái này, mình sẽ chọn Dynamic Zoom. Cái khung màu xanh tức là cái khung ban đầu của mọi người và khung màu đỏ tức là khung cuối của video thì nó sẽ chạy từ màu xanh cho tới màu đỏ. Như ở đây nó đang zoom từ trong, nó zoom ra ngoài này. Mình sẽ chạy cho mọi người xem thử nhé. Đấy, nó zoom và mình sẽ phóng to cái này để cho mọi người nhìn rõ hơn. Giả sử mình zoom vào rất cận cái xôi đi. Rồi, mình sẽ chạy thử này. Đấy, nó sẽ zoom từ từ zoom ra ngoài. Và giả sử như là nếu mà mọi người là muốn làm ngược lại chẳng hạn, và mình sẽ muốn là zoom từ ngoài zoom vào trong, thì mọi người chỉ cần vào phần Inspector bên này này. Mọi người chọn Dynamic Zoom và mọi người chọn phần Swap. Là tự động nó sẽ đổi cho mọi người cái phần màu xanh ra ngoài và phần màu đỏ vào trong. Thì mình sẽ được cái video như thế này. Đấy, nó zoom vào trong rất là nhiều. Đây là một cái công cụ mà cực kỳ tiện lợi, mình rất yêu thích trong DaVinci. Và gần như mình sử dụng nó trong rất nhiều xuyên suốt các video mà mình edit. Ok, tiếp đến là chuyển cảnh giữa hai video. Thì thường mình sẽ rất ít sử dụng chuyển cảnh cho video, bởi vì là thời gian gần đây thì mình hay hướng tới những cái thứ gì đó nó đơn giản, tinh tế mà trông nó chuyên nghiệp hơn, khiến sản phẩm của mình nó cao cấp hơn. Và nếu mà mình làm chuyển cảnh thì thường mình sẽ làm những cái nó rất là kỹ, rất là thủ công. Tuy nhiên thì vẫn có một vài những cái hiệu ứng chuyển cảnh mà mình thường hay sử dụng. Giống như cái đầu tiên, đó là mọi người sẽ chọn vào giữa hai video này. Chúng ta sẽ phải cắt bớt đầu đuôi của nó đi một chút để chúng ta có dư video ra chúng ta làm chuyển cảnh. Và mọi người sẽ nhấn chuột phải. Ở đây nó sẽ cho mọi người lựa chọn là mọi người muốn làm chuyển cảnh giữa 6 frame, 12 frame hay 24 frame. Đó, thì thường mình sẽ chọn là 12 frame chẳng hạn, hoặc là 24 frame. Đó, thì đây là cái chuyển cảnh cross dissolve, nó sẽ chuyển mượt mờ giữa hai video. Đây là cái mà mình thường sử dụng nhất. Cảm tưởng rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất chuyên nghiệp, khiến video mình trở nên mượt mà hơn. Tương tự như thế thì giả sử khi mà mọi người cắt video postcard chẳng hạn,
giữa hai cái đoạn âm thanh nó đang nối với nhau nó rất là thô, mọi người cũng có thể nhấn chuột phải vào giữa hai phần âm thanh và mọi người chỉnh cho nó nối giữa nhau khoảng 12 frame. Đấy, thì âm thanh chúng ta sẽ được nối với nhau một cách rất là mượt mà. Ở phần edit thì mình hay sử dụng một cái, đó là cái nam châm này này. Thì khi mà mọi người kéo nhá, mọi người đưa vào đây, nó sẽ tự hút cho mọi người vào đúng, nối vào cái đuôi của video kia. Thì đây là một cái mà mình khuyến khích mọi người nên sử dụng. Còn một cái nữa đó là cái phần link này này. Cái này nó sẽ giúp mọi người link âm thanh và hình ảnh. Đấy, thì khi mà mọi người kéo đi đâu thì âm thanh và hình ảnh nó sẽ chạy cùng nhau. Nhưng mà cá nhân của mình làm edit nhiều năm thì mình thường sẽ tắt cái phần link này đi để âm thanh của mình và hình ảnh nó sẽ đi riêng. Giả sử như ở đây mình không thích âm thanh, mình có thể nhấn chọn vào âm thanh và mình nhấn delete thì mình xóa âm thanh đi một cách cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng. Còn khi mà mình muốn âm thanh và hình ảnh nó đi cùng nhau thì mình sẽ quét bôi đen cả hai và mình kéo là nó có thể đi cùng nhau thôi. Thì đây là cái quy trình mà mình trải nghiệm và mình nghĩ là nó sẽ hữu ích nhất cho mọi người. Tiếp đến một cái nữa, cái tab rất quan trọng ở trong DaVinci đó là cái tab chỉnh màu. Thì nãy mình đã hướng dẫn mọi người sơ sơ qua tab chỉnh màu rồi. Ở tab này thì đầu tiên chúng ta sẽ có giao diện chính là video của chúng ta này. Và ở dưới là những cái công cụ giúp cho chúng ta chỉnh màu. Và mình sẽ thường sử dụng cái đồ thị cơ bản này là đồ thị gốc này. Đây sẽ là phần shadow này, mid-tone, highlight và ánh sáng tổng thể. Thì mọi người hoàn toàn có thể lăn cái bánh xe này để chúng ta điều chỉnh ánh sáng của nó. Phía bên tay phải của mọi người sẽ là cái đồ thị và chúng ta có thể thay đổi đồ thị ở đây. Đó. Khi mà mọi người đọc đồ thị sẽ giúp cho chúng ta chỉnh sửa màu sắc một cách đẹp hơn và chính xác hơn. Ở giữa sẽ là những cái video mà chúng ta đang chỉnh sửa. Chúng ta chọn đến đâu thì chúng ta sẽ edit đến video đó. Và ở đây là những cái nốt nơi mà chúng ta lưu những cái thông tin mà chúng ta chỉnh sửa màu ấy. Thì thường trong DaVinci là chúng ta sẽ làm việc với rất nhiều nốt khác nhau. Cái việc chỉnh sửa màu sắc trên DaVinci nó có rất nhiều công cụ và rất là sâu. Thế nên là ở trong video này thì mình sẽ không nói đến sâu về phần chỉnh màu, mà mình sẽ dành riêng một video sau, mọi người có thể đón xem trên kênh YouTube của mình, hoặc mọi người có thể tham khảo cái khóa học chỉnh màu của mình. Mình đã làm rất đầy đủ tất cả những cái công cụ, tất cả những cái thủ thuật mà mình làm. Mọi người có thể tham khảo đường link ở phía bên dưới nhé. Và cuối cùng nó là khi mà chúng ta edit xong một cái video thì chúng ta sẽ nhấn xuất video. Và ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể chọn những cái preset chúng ta xuất nhanh. Ví dụ như mình lăn chuột sang đây, nếu mọi người xuất video YouTube, chúng ta chọn YouTube, đặt tên cho video là xôi cốm chẳng hạn. Và mọi người nhấn Add to Render Queue. Và sau đó ở bên này thì chúng ta sẽ chọn là Render All, là nó sẽ tự động xuất video cho chúng ta. Phía bên dưới này là nơi chúng ta để đường dẫn, nơi mà chúng ta xuất video ấy. Giả sử ở đây là mình tạo một cái thư mục là xôi cốm rồi thì mọi người có thể xuất nó ở xôi cốm. Đó, mình Add to Render Queue. Đó, mình sẽ tắt cái này đi và mình chọn Render. Còn đối với những video thông thường thì mình hay chọn phần Custom này. Ở đây mình cũng chọn tương tự như thế. Ngoài cái việc mà mọi người xuất video ra thì chúng ta còn một cái xuất nữa, đó là chúng ta xuất project. Bởi vì DaVinci thì thường nó sẽ không tự động xuất project ra như là chúng ta làm việc trên Premiere Pro. Thế nên giả sử chúng ta muốn edit trên một máy tính khác và mọi người muốn copy cái project này sang bên máy tính đó để edit thì mọi người hãy vào tab ngôi nhà ở đây này. Vào phần xôi cốm thì mọi người nhấn chuột phải và chọn Export Project. Đấy, giả sử mình lưu tạm ở phần xôi cốm này chẳng hạn. Mình chọn Save. Mình sẽ đặt tên nó xôi cốm 2 vì mình đã lưu một cái bản xôi cốm rồi. Mình sẽ chọn Save. Đó, thì khi mà mọi người ra phần mềm thì mọi người sẽ thấy là có một cái xôi cốm 2.drp. Thì đây chính là cái file mà chúng ta edit trên DaVinci Resolve. Gần như là video này đã có chứa tổng quát tất cả những cái công cụ mà mình hay sử dụng nhất trong DaVinci rồi. Và ở trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể hơn, chi tiết hơn. Chúng ta sử dụng những cái hiệu ứng nâng cao như thế nào, cách chỉnh sửa âm thanh cho video, cách chúng ta chỉnh sửa màu sắc trong DaVinci như thế nào. Hy vọng là video này hữu ích đối với mọi người. Và nhớ nhấn like, comment điều mà các bạn muốn học ở trong tập sau. Và mình còn rất nhiều những video hướng dẫn khác ở series 2 phút thứ hai hàng tuần. Mọi người có thể nhấn ở đường link bên này hoặc bên này nhé. Mình sẽ hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Peace!